Đoàn di băng chơi cực trội tặng bố mẹ biệt thự 6 tầng trị giá 40 tỷ. Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn di băng đã cập nhật dòng trạng thái mới. Lần lên sóng này không khoe ảnh sống ảo bản thân hay những bức hình đáng yêu về ba tiểu công chúa. Đại gia quận 7 tiết lộ đưa bố mẹ đi nhận nhà. Được biết, bất động sản này cô mua khi mới hoàn thiện phần thô. Toàn bộ nội thất và trang trí trong nhà đều do di băng cùng anh xã là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đảm nhận. Ra đường ngồi ngó nhà cho đã, ba mình đứng vẫy rất lâu nhìn căn nhà con gái tặng. Cô tiết lộ phản ứng của phụ huynh khi nhận nhà. Hiện căn nhà đang hoàn thiện nốt nội thất, dự định bố mẹ Di Băng sẽ vào ở trong năm nay. Phía ngoài sảnh còn có chỗ để xe hơi, sân vườn khá rộng rãi. Theo người trong cuộc tiết lộ, căn biệt thự 6 tầng rộng 300 m² nằm ở khu đô thị dành cho giới nhà giàu tại thành phố Hồ Chí Minh. Để thuận tiện cho bố mẹ đi lại, Di Băng còn đầu tư hẳn thang máy. Nói về lý do chi mạnh tay tặng nhà cho bố mẹ, Hot Mom Xài Thành từng tâm sự. Chị tính cho ba mẹ chị căn nhà đang ở khoảng 22 tỷ, nhưng ông bà lại ngại vì vợ chồng sẽ còn qua lại ngôi nhà này bởi ông bà có nuôi chó. Vậy nên thôi, chị cho ba mẹ căn khác mới hoàn toàn vậy. Trước đó, khi chia sẻ về cảm xúc của mẹ ruột khi sắp nhận nhà, Di Băng tâm sự mẹ của cô cảm động đến suýt bật khóc. Gửi hình mẹ coi rồi mẹ hỏi thì có phải nhà của mẹ không rồi khóc. Ai biểu mẹ đẻ con gái chi nên giờ bị ở nhà đẹp, Hot Mom từng khoe. Được biết Di Băng sinh ra trong gia đình có bốn chị em gái, cô là chị thứ hai trong nhà. Hiện cả bốn chị em Di Băng đã yên bề gia thất, ai cũng có cuộc sống sung túc và đầy đủ.